Hai, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Nhật Đăng. Và vẫn như thường lệ đó chính là tôi, Hải Đăng. Và trong tập ngày hôm nay, Đăng sẽ dẫn mọi người đến một cái khu dân cư khá là hot, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, để trải nghiệm một căn nhà tại đây, một căn nhà mới với mức giá thị trường là 9 tỷ 200 triệu đồng. Nào, Đăng mời mọi người. Và ngôi nhà thì nằm trên một cái trục đường rộng 8 mét trong khu dân cư. Nhưng mọi người thấy qua camera thì mọi người sẽ thấy được là cái đường này khá là rộng rãi, để xe hơi thoải mái nè. Và ngay cái khu vực nhà mình thì dân cư tập trung ở rất là đông nha mọi người. Và giờ này người ta đi làm nên là nó khá là yên tĩnh. Và đây là cái phần mặt dựng trước nhà, chúng ta sẽ có được một cái phần mặt đá granite vương mây. Như mọi người thấy, nhìn qua camera thì mọi người sẽ thấy được là cái phiến đá này nó có một những cái đường uốn lượn giống như là một cái dòng nước nó chảy vậy đó. Và màu đen với màu đỏ. Bên trong đây còn có cửa cuốn và một cái cửa thông minh, cửa nhôm được kéo lụa bên trong. Khu vực đang bước vào là bên trong nhà này. Đây là một con nhà với diện tích là ngang 5 x 16, 80 m², được xây dựng là một trệt, hai lầu sân thượng với 4 phòng ngủ. Và phía trước mặt tiền của mình á là hướng đông bắc. Và đang nghĩ là đây là một cái hướng khá là mát để mọi người có thể ở sinh hoạt một cách rất là thoải mái. Ngay đây chúng ta có tủ giày và rất là nhiều ngăn tủ, mọi người có thể để rất là nhiều giày dép ở đây cho nó gọn gàng. Phía trước nhà thì chúng ta có một cái khoảng sân với chiều dài lên tới tận 5m6, chiều ngang 5m, nên đang nghĩ là mình chạy hẳn một chiếc xe 7 chỗ vào đậu ở đây thì cũng rất là thoải mái và nó thoáng. Hai khu vực xung quanh thì cũng còn được treo thêm những cái bức tranh để tạo điểm nhấn. Và như mọi người thấy ở đây thì ở bên dưới được sử dụng bằng gạch đá với tông màu tối. Ưu điểm của cái loại này có nghĩa là mình chạy xe máy vào mình gạt chống thì nó khó chạy, màu tối thì nó sạch sẽ. Nhưng cái nhược điểm thì nó sẽ làm tối đi cái phần nhà của mình khi mà mình bước vào. Và di chuyển cùng Đăng tiếp theo thì cái phần gạch bên ngoài thì nó tối, nhưng khi mà Đăng bước vào đây thì Đăng thấy là cái ngôi nhà này được cân bằng lại bởi cái màu trắng. Nên nếu mà nhìn tổng quan từ bên ngoài nhìn vào thì cái nhà mình nó không hề tối đâu nha mọi người. Và bên trong phòng khách chúng ta có một cái phòng khách và khu vực bếp được kết nối với nhau. Cảm giác nó rất là thoáng và thoải mái. Đây là một cái căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung. Với những nếu mà mình nhìn những cái chi tiết đó thì mình có thể thấy được là ở cái phần trần thạch cao thì có những cái đường khối vuông vức nè. Những cái họa tiết in 3D ở bên trên thì cũng được làm nhẹ nhàng, thoải mái. Đèn pha lê và những cái mảng tường được sử dụng bằng vật liệu gỗ để ốp trang trí. Đây chúng ta có máy lạnh và một cái bức tranh bự lên tới cả 1,5 m như đây. Trên bức tranh này có cà phê, chả cá, bia Hà Nội. Các chủ nhà thích nhậu đó rồi. Bức tranh quang cảnh của Hà Nội vào mùa thu. Những cái mảng tường được ốp bằng nhựa giả gỗ, nhìn nó có một cái điểm nhấn ngay đây. Sofa cũng được sử dụng bằng màu nâu với chất liệu da này là da công nghiệp nha mọi người. Ngay từ cái khoảng sofa mà khi mà đang ngồi ở đây đang nhìn thấy cái tivi, cái hệ thống tủ tivi được gặt dưới gầm cầu thang á, thì đang thấy là rất là thoáng. Nó thoáng là bởi vì cái tivi này của mình á là một cái tivi 75 inch luôn nha mọi người, coi rất là bự luôn á. Chỗ này còn rộng rãi thoải mái. Và như mọi người nhìn thấy qua camera thì mọi người sẽ có một cái cảm nhận giống như Đăng. Đó chính là toàn bộ tầng trệt được kết nối với nhau. Ở chỗ này chúng ta không có tủ nè. Thì khi mà ngồi phòng khách thì chúng ta sẽ thấy được chỗ bàn ăn ngay đây. Nhưng mà Đăng nghĩ là nếu như ai mà muốn có cái tủ ở chỗ này đi chẳng hạn, thì mình cũng có thể đề xuất với lại bên chủ nhà để họ hỗ trợ làm cho mình cái phần này nha. Còn nếu mà không thì theo quan điểm của những người trẻ như Đăng thì Đăng sẽ để vậy cho nó thoáng, rộng rãi, thoải mái. Khu vực bếp chúng ta có một cái bếp hình chữ L với toàn bộ đó là tông màu trắng luôn. Và như mọi người thấy thì đây là gỗ công nghiệp. Lớp bề mặt cánh bên ngoài là lớp acrylic trắng gương. Nên khi mà chúng ta sử dụng và áp dụng những cái màu trắng như thế này vào nội thất á, thì có lớp acrylic thì nó sẽ phản chiếu được phần đèn ở phía bên trên, đèn những cái không gian trong phòng bếp nè. Thì nó cũng không có gây cho mình một cái cảm giác nó khó chịu. Và cái việc ứng dụng một cái màu trắng này vào thì nó cũng rất là khó cho mọi người, nó không hề đơn giản đâu. Mình phải làm nó rất là tính toán, phải rất là kỹ.
Và ngay chỗ cái tủ bếp này thì đang thấy là đây được ứng dụng khá là hay, khi mà ở bên cái phần tủ á, chúng ta sẽ mở bằng những cái khung kim loại. Thì mọi người thấy thì khi mà mình nấu ăn hay tay chân mình dơ chẳng hạn thì mình kéo này ra nè, và cái kim loại này cũng dễ dàng vệ sinh hơn cái bề mặt trắng này. Và nơi đây chúng ta có tủ lạnh side by side, một cái tủ lạnh rất là lớn với nhiều chế độ. Mình sẽ mở tủ ra như vậy, lò vi sóng và lò nướng đến từ thương hiệu Malocca, một thương hiệu của Tây Ban Nha. Cái phần mặt đá trên bếp thì cũng được sử dụng bằng là đá trắng nha mọi người, đá marble. Trong các ngăn thì cũng có phụ kiện thông minh bên trong này. Và nơi đây thì có thêm một cái tủ đồ khô nè. Mà cái tủ này thì nó chưa có các ngăn nha mọi người. Đang nghĩ là nếu mà nó đóng là nó tóm hết làm vậy. Thôi đùa mọi người, chơi tí thôi. Cái này thì anh chủ mua rồi nhưng mà chưa lắp đặt nha mọi người. Mình khi mà mình có ý định mà mình thích cái nhà này thì chúng ta sẽ đòi hỏi những cái đó. Vị trí đây thì chúng ta có bàn ăn với 6 ghế ngồi. Mọi người có thể gấp nó lại để cho nó rộng ra. Chỗ này ngồi được 8 người thoải mái nè. Và bên đây thì chúng ta có một cái phần tường kính. Và cái tường kính này nó giúp cho và cái mặt thị giác, cái không gian này nó rộng ra, nó cũng phản chiếu ánh sáng. Di chuyển ra phía sau thì chúng ta có sân sau. Sân sau sẽ kết nối ánh sáng và không khí từ bên ngoài vào. Ở chỗ này được lót bằng gạch 3D, cây xanh thì cũng có sẵn. Qua đây thì chúng ta có một cái toilet được đặt lịch sự phía ngoài này. Và đang nghĩ là mọi người nên di chuyển cùng Đăng tiếp để lên khu vực ở bên trên của những phòng ngủ để chúng ta có thể cùng trải nghiệm. Cầu thang thì cũng được lót cái phần đá marble màu trắng giống như ở chỗ bếp luôn nha mọi người. Nơi đây ngay khu vực cầu thang thì chúng ta còn có thêm một cái vách được cắt CNC và mang những cái họa tiết này cây trúc nè mọi người, để che đi bớt cái phần người ta cầu thang nó dốc ra phía bên ngoài. Như ban đầu đang nói ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng mà đang thấy những chi tiết này nó lạ lắm. Nó lại có những cái phào chỉ ngay đây. Cái phào chỉ này thì nó cũng mang cái màu trắng thì nó cũng là một cái điểm nhấn rồi, nhưng mà nó cũng tẹp với lại cái bức tường này đúng không ạ. Chỗ này cũng có tranh nè và đèn phía dưới chạy theo cầu thang. Ở tầng 1 thì có hai không gian của hai phòng ngủ. Nhưng mà cũng thấy là cái phần hành lang cầu thang ngay đây, cái phần tường này được trang trí với sự kết hợp giữa hai cái vật liệu là nhựa nè, này nhựa gỗ và thêm một cái nhựa vân giả đá nữa nha mọi người. Nhìn nó khá là lạ. Và cái này nó trẻ trung nè. Chúng ta vào phòng sau trước. Phòng sau thì chúng ta có cửa gỗ ngay đây. Và khu vực phòng sau thì đang thấy là rộng rãi, thoải mái. Tủ được làm đụng trần, chúng ta có giường ngay vị trí này, thiếu táp đầu giường. Táp đầu giường mục đích là mình để vàng, để tiền, nó đây thì hơi thiếu, chúng ta có thể đòi thêm. Phần đây thì cũng được trang trí bằng nhựa và đẹp chỉ, bức tranh ở chính giữa. Cái đèn kia đang không thích chút nào, cái đèn đó thì cũng dễ dàng giải quyết thôi. Nơi đây thì chúng ta có một cái cửa sổ với ba cánh, một cái cửa sổ khá lớn để ra ánh sáng vào bên trong. Đây, cái chỗ này thì là bàn trang điểm của các chị em phụ nữ. Một cái tấm kính lớn, chúng ta có thể thoi quần áo, mình bận quần áo mình sau ngay chỗ này, không mấy ngồi trang điểm. Kính này thì cũng khá là trong nha mọi người. Phần bên đây thì chúng ta có những cái như là kệ tivi, có sẵn tivi nè. Một cái hệ tủ ngay đây, máy lạnh thì cũng có sẵn. Ở trong toilet thì cũng đầy đủ cái thiết bị vệ sinh, bắt tấm kính đứng bên trong này, kính thông minh và một cái hệ tủ ở bên dưới dành cái bồn rửa tay để chúng ta có thể bỏ đồ gọn gàng ở đây. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp ra phòng master. Phòng master thì chắc chắn nó phải nằm đằng trước với rất là nhiều những cái ô cửa ngập tràn ánh sáng. Cái phần cửa này để dẫn chúng ta ra cái phần ban công phía bên ngoài. Ra ngoài đây thì mọi người sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái ban công rất là lớn. Chúng ta sẽ rõ được cái phần ban công bằng sắt. Như tiếng năng rõ thì đang thấy là sắt này khá là dày. Chúng ta uống mỹ nghệ ngay đây. Và nơi đây cũng có một cái bàn, hiện tại thì trời đang mưa nha mọi người. Và cái bàn này thì đang thấy là chủ nhà này cũng tính toán rất là kỹ, khi mà cái ghế này cũng sử dụng bằng những cái vật liệu nó bền vững, nó chịu được thời tiết. Chúng ta có hai cái cây ngoài đây, là mọi người thấy là ở đây nó là những cái ô thông gió, cũng một phần nào đó là nó che đi được cái khoảng nắng để chiếu trực tiếp vào cái cửa sổ ngay chỗ đây. Và đằng sau lưng cái cửa sổ đó chính là cái bàn làm việc ngay chỗ này, nó sẽ che đi bớt một phần nào đó. Ở đây có bàn trang điểm, kệ tivi cũng có tivi ngay đây. Và như ở bên đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ có giường ngủ nè
và một chiếc tủ rất là lớn, đụng trần lên trên luôn. Đây thì cũng được trang trí vách đầu giường và đèn 7 màu mà lạnh thì cũng có sẵn nha mọi người. Và trong đây thì chúng ta có toilet, toilet đầy đủ cái thiết bị vệ sinh như cái toilet mà ở phòng đằng sau. Và ở trên tầng 2 thì còn hai phòng ngủ cũng đã được set up y chang như vậy. Thì Đăng xin lướt qua tầng 2, chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp lên sân thượng luôn nha. Xin mời mọi người. Đăng đang ở trên phần cao nhất của ngôi nhà. Lên vị trí này chúng ta có một cái khu vực, một cái giếng trời rất là lớn để lấy ánh sáng xuống dưới các tầng ở bên dưới khu vực cầu thang. Nơi đây là phòng thờ nha mọi người. Một cái phòng thờ đang nghĩ là nó khá rộng để mọi người có thể đặt thêm luôn một cái bộ bàn ghế ngồi ở đây. Chúng ta có phần sân sau, sân phơi đồ rộng rãi, cũng đã được bao bằng khung bảo vệ nè. Và cầu thang để di chuyển lên cái khu vực để những cái thiết bị ở bên trên nóc. Không gian phía trước chúng ta có sân thượng đằng trước khá là rộng rãi. Nơi đây thì mọi người sẽ thấy được cái view phía trước nè. Nhà rất là nhiều. Ở bên trên thì còn được trang bị thêm một cái khung kim loại nữa nè mọi người. Cái khung này mọi người thích trồng thêm mấy cây leo á, thì khi mà nó leo lên thì trên này nó sẽ rất là mát mẻ. Và nếu như mọi người cảm thấy thích ngôi nhà này và muốn trải nghiệm thực tế nó, hoặc là tham khảo thêm những căn nhà khác ở trong cùng khu vực, thì hãy liên hệ với số hotline đang để ở bên góc phải màn hình. Đừng quên cho Đăng một like. Nếu thích thì hãy share video để ủng hộ chúng tôi. Và ai là thành viên mới thì hãy nhớ subscribe kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất về những căn nhà đẹp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.